Thư Vân Thành hiện bây giờ đang có mặt tại cái ngôi nhà hoang. Thì lý do ngày hôm nay Thư quay cái video này á là Thư cũng muốn giải thích cũng như là thông báo đến cô chú anh chị mà những ai mà đã từng theo dõi Thư upload về cái ngôi nhà hoang này lên á, thì cũng có một vài khán giả hỏi Thư là tại sao lâu rồi Thư không quay cái ngôi nhà hoang á. Thì hôm nay thì Thư sẽ quay có thể là lần cuối về cái ngôi nhà hoang này. Tự vì hôm nay là hai đứa mình sẽ đi ký giấy tờ bán cái ngôi nhà này cho người ta rồi. Hôm nay là giao nhà cho người ta đó các bạn. Cho nên là hôm nay là lần cuối cùng mình đi vào trong cái ngôi nhà hoang này để mình dọn dẹp những cái đồ nghề của mình. Anh Thành anh đem xuống đây anh sửa nhà đó, dọn đi rồi cũng như là lấy cái chìa khóa về để tí nữa mình đi ký giấy tờ mình giao cho người ta. À, tụi mình bán cái ngôi nhà hoang này lại cho cái công ty người ta thu mua nhà cửa, công ty buôn bán địa ốc ở Mỹ đó. Khi mà mình chưa có hoàn tất cái ngôi nhà này thì trước đây có một cô hỏi Thư là sao lâu quá Thư không có cập nhật về cái tình trạng cái ngôi nhà hoang á. Thì thú thật á, là hơn một năm qua cái ngôi nhà hoang này á, gặp trục trặc giấy tờ các bạn. Tụi mình không có sửa được. CD không có cho tụi mình sửa tiếp, bắt tụi mình phải lấy rất là nhiều loại giấy tờ khác nhau. Tại vì cái ngôi nhà này nó bỏ hoang rất là lâu rồi. Rồi tụi mình đi lên trên CD xin những cái giấy tờ để sửa nhà đó, gặp rất là nhiều khó khăn. Người ta không có cho tụi mình lấy giấy tờ ra, tốn hết hơn nửa năm mới lấy được cái giấy tờ để đi sửa cái ngôi nhà này. Thì sau khi mà tụi mình lấy được giấy tờ để bắt đầu vô để sửa ngôi nhà này đó, thì tụi mình mới phát hiện ra là tự vì do tụi mình bỏ hoang rồi, tụi mình cũng ở xa đó, không có lưu tới nhiều, cho nên là bị những cái người vô gia cư á, họ đập cửa rồi họ đi vào trong nhà, ở trong cái nhà của tụi mình một thời gian khá là dài. Tí nữa Thư quay ở bên trong ngôi nhà cho mọi người coi. Họ ở trong cái ngôi nhà của tụi mình rồi họ cắt hết những cái đường dây điện, những cái đường dây máy lạnh máy sửa, họ phá hết trơn luôn các bạn ơi. Cho nên là bắt buộc là tụi mình không có thể nào tiếp tục tụi mình sửa được nữa, tụi mình phải bán gấp lại cho những cái công ty họ thu mua nhà cửa đó. Ở bên trong cái ngôi nhà này tụi mình sửa cũng gần như là hoàn chỉnh rồi các bạn, chỉ có cần phải lót gạch, lót gỗ ở dưới cái sàn nhà này nữa thôi. Rồi sơn sửa lại mấy cái bỏ mấy cái bồn tắm vô trong nhà, mấy cái bồn cầu vô trong nhà tắm thôi ha. Nữa là xong rồi. Đó. Thì tụi mình đã thay hết những cái cửa sổ này nè các bạn. Mà đây nè. Đó, họ phá cửa họ đi vô này. Họ phá cái cửa sau á, thì cái cửa ở bên nhà ở bên Mỹ á nó rất là mỏng manh luôn, chỉ cần những người Mỹ với trắng mà lớn lớn bự con tí xíu họ đạp một cái là nó bung ra đó. Cho nên cái cửa này ở đằng sau tụi mình đâu có khóa được nữa đâu, họ đạp bung ra rồi họ vô trong nhà. Rồi cái cửa sổ đằng kia họ đập bể luôn đó. Chứ thật ra là anh Thành anh đã thay cửa thay đồ xong xuôi hết rồi, thay cửa sổ xong hết rồi đó. Anh phải dùng cái cây anh đóng đó, để cho người ta không có đi vô. Mấy hôm mà Thư đi đóng mấy đứa nhỏ dưới này đó, Thư chạy ngang qua Thư thăm chừng cái ngôi nhà này thì cái cửa lớn đằng đó mở bung ra luôn, có nghĩa là có người ở trong này nè đó, cho nên họ mở ra cho nó thoáng á, nó mát á. Từ ở trong này thì đang sửa cho nên nó cũng bụi bặm với nó hôi. Đây quay cho mọi người coi đó, họ vô trong này họ ở nè, có gối nè, rồi họ đốt nè đó, họ đốt giấy lên họ sửa ban đêm á. Cũng rất là may mắn cho tụi mình đó là không có bị cháy nhà đó các bạn đó. Họ đem ghế vô trong này họ ở nè, họ ngủ nè, cho nên là giống như tụi mình ngồi trên đống lửa vậy đó. Không có biết là giờ phút nào là cái nhà này nó bị gì à. Ví dụ bị họ ở trong này rồi họ vô tình họ làm cháy nhà mình á, là coi như mình mất trắng luôn. Tự vì cái nhà này mình đâu có để mua được bảo hiểm đâu cho cái ngôi nhà này đâu. Mấy cái đường ống mà đây nè là họ cắt ra đó các bạn. Họ cắt ra họ lấy họ đem bán hay cái gì đó.
cái đường này là những cái đường dây điện này. Họ phá hết trơn cái nhà của mình luôn á. Họ cắt hết những cái đường dây điện, tụi mình câu dây điện á, họ cắt ra. Đây là cái nhà kho nè các bạn. Thì cái nhà này đất nó rất là rộng luôn á, trên 10.000 square feet. Là nhà kho hay là gọi là cái gara xe đó, cũng được hai cái gara xe. Anh Thành anh phải lấy ván anh đóng lại cái cửa lại như vậy á. Trước đây á là người vô gia cư họ cứ đi vào trong này họ ở thôi à. Mà sau này anh đóng lại, anh đóng hai cái cửa này lại như vậy là họ vô không được á, thì họ đi vào bằng cửa sau này. Trong này họ ở nè, họ bày nè. Sợ chưa? Nhìn thấy hết hồn luôn ha. Đó họ đập cái cửa nha mình. Đó họ đập, họ gỡ cái cửa banh ra luôn. Khá dễ sợ. Rồi dây điện các thứ là họ cắt hết trơn. Tiếc lắm mà phải bán thôi. Chào tạm biệt ngôi nhà. Ngôi nhà không có duyên với mình. Bỏ biết bao nhiêu tâm huyết mà rốt cuộc phải bỏ cuộc giữa chừng. Tụi mình mua về tụi mình đổ bạc kinh nè các bạn. Đó, đổ bạc kinh sạch sẽ gọn gàng hết trơn luôn, đổ cái bực thềm nè, rồi làm hết lại ở phía trước nè. Anh Thành chở dụng cụ về. Thật sự là tụi mình đã bị mất khá là nhiều cái đồ dùng sửa chữa trong nhà này luôn đó các bạn, chứ không phải là có bao nhiêu đó đồ đâu. Mấy cái đồ đó là những cái người vô gia cư họ không có lấy đi được á thì còn thôi, chứ còn những cái máy mà để tụi mình lót cái sàn nhà đó, rồi cầu thang nè, rồi những cái máy dụng cụ anh Thành anh đem xuống ảnh làm á bị người ta lấy hết trơn rồi. Thì có thể là nếu mà sau này á, họ làm xong cái ngôi nhà này rồi họ bỏ lên bán á, thì mình sẽ tới mình coi, mình quay cho các bạn coi ha. Mình không dám hứa, nhưng mà mình nghĩ như vậy thôi. Nếu mà họ sau này họ sửa xong họ bán thì lúc đó mình sẽ cập nhật coi cái giá của ngôi nhà này lúc đó nó sẽ như thế nào ha. Và bây giờ mình coi ở trên cái trang mạng bán nhà Zillow á, thì cái giá ngôi nhà hiện bây giờ á, nó tăng gấp 3 lần lúc mình mua rồi. Nhưng mà mình không có bán được cái giá đó đâu các bạn. Mình chỉ bán được cái giá là tăng gấp đôi thôi. Thì mình may mắn là bây giờ giá nhà ở Mỹ nó tăng cao đó, cho nên mình bán được cái giá tăng gấp đôi thì mình cũng có lời chút ít. Nhưng mà không có lời nhiều, tại vì mình cũng đã bỏ vào trong cái nhà này rất là nhiều tiền rồi. Nhưng mà như vậy là cũng còn may mắn, mình còn lấy lại được cái tiền vốn lẫn có một chút xíu lời. Còn sau này người ta sửa la sen xong, người ta bán bao nhiêu thì tụi mình nếu mà có dịp thì sẽ cập nhật sau nha, cho mọi người biết sau. Con đường này nó cách cái nhà hoang đó không có bao xa hết đó, thì thả sẵn ở trên đường Thư đi về á, Thư quay cái cầu xa lộ nơi mà những người vô gia cư họ tập trung ở đây rất là đông. Khi mà những người vô gia cư họ tá túc đó, rồi họ đứng ra ngoài mấy cái trục đường ở đây nè, họ xin tiền nè. Nhưng mà mùa đông thì ngủ ở dưới những cái gầm cầu này nó cũng rất là lạnh, họ không có ngủ được.